Chương trình đó sẽ không phải sống nữa đâu. Cô đang mong đợi lắm chứ gì? Làm sao đây? Đừng sống ở chỗ mà tôi có thể nhìn thấy cô. Nếu không tôi nhất định không tha cho cô đâu. Rồi quậy bằng. Tôi sẽ không tha cho cô đâu. Bây giờ Peter cũng đi rồi. Một bên em có thể ổn chứ. Em đã phó được không? Đối phương đang giở mọi thủ đoạn, đang hiếp em đó. Chứ em cũng biết họ là hại người gì rồi chứ. Anh cảm thấy bản thân mình bị uất ức bao nhiêu, thì trả lại bấy nhiêu, đó chính là điều sai lầm. Nếu em muốn trả thù, thì anh có thể giúp em được. Đề nghị đó vẫn có hiệu lực. Hãy chính nhầm Em chấp nhận Lời đề nghị của chủ tịch Xin anh hãy giúp em Báo thù đi con đang làm gì vậy mẫn châu con đang chụp hình để đăng lên SNS mọi người đều ủng hộ con như vậy con cũng phải chụp vài tấm hình để đăng lên chứ mẹ cảm ơn mọi người bởi vì sự động viên của mọi người mẫn châu đã chiến thắng đau khổ rồi ờ à, con đi phải con đã thuê nhân viên với những lời bình đó thời gian này còn phải liên tục đăng lên nữa tuy là chương trình đó không thể phát sóng nhưng mà bây giờ con vẫn không thể yên tâm được rồi con biết rồi hãy đợi đi coi rốt cuộc tôi có thể đụng tới cô hay không à không có thể vạch trần tội lỗi của hai mẹ con cô không tôi nhất định sẽ làm được hàng chính nhậm Cô tưởng cô có thể làm được gì sao? Không phải tôi nói với cô rồi đó. Cô nhất định sẽ không làm được gì tôi đâu. Ôi. Ôi. Chính nhầm à Cậu Cậu dầm mưa sao Ôi trời ơi. Bị ướt hết trơn rồi nè Ôi, ôi. Làm sao đây? Đợi một chút nha. Mình đi chuẩn bị một bình trà nóng cho cậu ha. Tại sao tự nhiên em thay đổi ý định vậy? Cũng như những gì em nói. Nếu muốn đấu tranh với những người hay dở thủ đoạn ra, À không phải. Nếu muốn chiến thắng trong cuộc đấu tranh đó, thì nhất định phải có sức mạnh mới được. Xin anh hãy giúp em chủ tịch. Không phải giúp đỡ, mà chính là giao dịch. Giống như những gì em nói. Anh tuyệt đối sẽ không làm ăn lỗi vốn đâu. Nếu như anh đưa cho em 10 cái, thì em phải trả lại cho anh mình một cái. Nếu cho em 100, anh sẽ đòi lại 200 đó. Như vậy cũng được nữa sao? Anh muốn linh hồn của em cũng được. Em cũng sẽ cho anh hết mà nếu như anh chịu giúp em trả được mối thù này anh không cần linh hồn của em anh sẽ suy nghĩ coi em có thể làm được gì cho anh hay không Đây là danh sách tuyển chọn trưởng phòng mới của phòng tranh căn quân cho anh chỉ định đó. Có thật vậy không? Đã có danh sách tuyển chọn trưởng phòng mới rồi hay sao? Tôi biết rồi, thư ký Thôi. Lúc nào anh quyết định chọn ai làm trưởng phòng, anh phải cho tôi biết đó. Được rồi. Phải. Anna, à, nói chuyện với em chút nha. Thủ phạm ăn hiếp Mẫn Châu. Chị dâu sợ Mẫn Châu bị hiếp nữa. Cho nên đã che đậy sự việc, nhưng mà em cảm thấy làm vậy là không tốt đâu. Nếu người bị hại mà em lặng, thì thủ phạm sẽ không bị trừng phạt gì hết không những vậy sự việc sẽ tiếp diễn ra nữa đó anh cho nên em muốn tiếp tục điều tra thủ phạm gây ra nạn bạo lực nhà trường có phải không hả em hãy nói đi phải có người làm vậy chứ nhưng người đó đâu nhất thiết phải là em chứ nếu làm lớn chuyện mẫn châu thì mẫn châu sẽ càng tổn thương hơn thôi bây giờ nó đang rất đau khổ rồi nó không nên chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa em không cảm thấy như vậy sao nhưng mà anh vấn đề của mẫn châu anh sẽ nghe theo ý kiến của chị dâu em cho nên em đừng có ra mặt nữa vậy mới là tốt nhất cho mẫn châu đó không ngờ phát hiện thành anh lại có thể tôn trọng ý kiến của em như vậy làm em cảm động quá đó em đã nghe lén sao Em nghĩ chắc chắn chú ấy sẽ nói với anh chuyện của Mẫn Châu mà thôi Sao rồi? Em sợ Hiền Vũ sẽ điều tra được gì sao? Có lẽ em phải sợ em hơn nữa chứ Biết được con gái của Hà Chính nhầm bởi vì Mẫn Châu mới ra nông nổi này Chắc chắn chú ấy càng không thể rời xa Hà Chính nhầm được đâu Bởi vì anh nghĩ như vậy chờ nên mới nói với chú ấy như vậy có phải không? anh hy vọng em luôn có ác cảm với chính nhậm như vậy sao lúc anh với chị dâu cùng nhau ăn hiếp hàng chính nhậm trái tim em lúc đó thật sự cảm thấy rất là nặng nề đó anh có biết không hả Hiền vũ anh càng như vậy em sẽ càng quan tâm hàng chính nhậm hơn thôi anh cũng đâu có muốn em làm như vậy cho nên em mới nói chúng ta hãy giúp đỡ nhau đi em bảo vệ con gái của em anh bảo vệ em trai của anh được chứ chính nhậm à Ai... chín nhậm ơi Ai... rốt cuộc đi đâu rồi chứ tắm mưa ướt như vậy mà có lẽ bây giờ đang bị bệnh rồi Ai... chính nhậm mất tích rồi hả hồi nào vậy gọi điện thoại cũng không được sao tôi biết rồi phụng tiên tôi sẽ đi tìm cô ta ừ Hãy nghĩ tới hiểu nhuận Phải gánh chịu đau khổ một mình như vậy Thì lòng của em muốn tan đát luôn Có khi nào cô ấy đã tới chỗ của hiểu nhuận không? Trương hiểu nhuận Hiểu nhuận à xin lỗi con mẹ không có năng lực không thể trả thù cho con được bà để con bị người khác ăn hiếp sao cuộc đời lại như vậy chứ Bây giờ Mẹ thật sự không cần gì hết Chỉ cần có thể tiến hành trả thù Đối với những người đã hại con trai nông nổi này Chuyện gì mẹ cũng có thể làm hết Mẹ nhất định sẽ trả thù mà. Nhất định. nhất định chính nhậm chính nhậm chính nhậm à chính nhậm em tỉnh lại đi chính nhậm à chính nhậm ờ à. Anh nhìn thử xem trong danh sách tuyển chọn trưởng phòng mới của Đô Tuấn Thái. Có người nào trong danh sách đó tôi có thể khống chế được không? Phải tìm một cách bí mật đó. Trưởng phòng Lý Minh Ái có cố gắng sao đi nữa thì cũng sẽ không thể lên chức đó được đâu. Vì vậy, cứ để người mới lên cái vị trí đó càng sớm càng tốt đi. Thay đổi trưởng phòng phải không? Đô Tuấn Thái lại muốn giành vị trí của mẹ hả Lần này không chỉ Đô Tuấn Thái đâu Còn ai nữa Phát Hiền Thành cũng để cho người của mình ra mặt rồi đó Cái gì Sao giám đốc Phát có thể đánh lấy sau lưng chúng ta như vậy chứ Thời gian này bà đã rửa tiền cho nó như thế nào Hả Còn quản lý tiền vốn phi pháp cho nó nữa mà Chắc anh ấy cảm thấy để cho mẹ tiếp tục làm trưởng phòng Không có lợi gì hết Không phải anh tính toán giỏi lắm sao Chúng ta Bây giờ hãy thăm dò Phát Hiền Thành muốn đề cử ai rồi sau đó tìm phương pháp Cần phải giữ vững phòng tranh mới được Chúng ta nhất định Không để mất phòng tranh đâu Mỹ Anh à Hả? Mẹ à, Mình đã uh, đi đâu rồi Tới chỗ của Đô Quệ Bân rồi Sao mẹ lại tới đây vậy Thì dĩ nhiên là tới thăm con gái của mẹ rồi chứ sao Tại sợ con không chịu ăn cơm Cho nên mới tới đây thăm con đó Thôi đi con không muốn ăn đâu Đừng có nói nữa mà ngồi xuống đi ơi à, Đây Đã bị sảy thai rồi Phải chú ý sức khỏe hơn chứ Mẹ à mẹ đừng nói chuyện con sẽ thai nữa được không con sẽ thai thì ờ nè mỹ anh à mỹ anh mỹ anh cứ đi đâu vậy hả ờ nè mỹ anh Ôi trời ơi rốt cuộc con nhìn thấy cái gì mà như vậy chứ ờ mẹ mẹ đang ở trong đó mẹ muốn mà. ra đi anh ấy sẽ đi ngay đó đi cái gì bây giờ còn dịch thấy cái gì nữa hay sao à, bởi vì cú sốc xảy thai hả à, tinh thần của con có ổn không đó bị ổn ừ. mẹ à không phải như vậy đâu mà con sắp điên rồi đó à, Đi chết được hiền vũ à Cô bị sao vậy xảy ra chuyện gì rồi bị xúc động quá độ cùng với lại mệt mỏi nên mới bị ngất xỉu đó tôi đã đưa tới bệnh viện rồi bác sĩ nói cô ấy cần nghỉ ngơi sau đó cô ấy tự nhiên sẽ khỏe lại thôi nên cô đừng lo được rồi cảm ơn anh nhiều nha ừ, nhưng mà anh không sao chứ sắc mặt của anh cũng xấu lắm đó cậu chủ anh à anh không sao chứ bệnh viện họ nói cậu nói nhỏ thôi chính nhầm sẽ thức đó tôi đi trước nha ờ à, được rồi Cô đừng tiễn tôi nữa. Ở lại với chính nhậm đi. À, dạ. Cậu chủ, có sao không vậy? Nói nhỏ thôi. Đi mau. Hiền Dũng quốc xỉu hả? Rốt cuộc nó thấy chỗ nào khó chịu chứ? Được rồi, tôi biết rồi. Tôi sẽ qua nói ngay. Anh Hiền Thành à? Tránh ra. Bây giờ anh không có thời gian để nói chuyện với em đâu. Em biết anh giận em lắm. Nhưng mà... Anh hãy nghe em nói trước đi được không? Anh nói là tránh ra đi mà. Em sai rồi lẽ ra em phải nói với anh sớm hơn nhưng mà em sợ anh thất vọng cho nên em cho nên em mới lẽ ra em càng phải sợ gì lừa dối anh nhưng mà em đã phạm sai lầm đó rồi em đã gạt anh là như vậy đâu hiền thành à hiền thành <laughs> Anh ấy đi đâu rồi? Đó không phải là Mỹ Anh sao? Mỹ Anh! Mỹ Anh! Làm anh hết hồn! Em bị sao vậy? Mặt của em bị sao vậy? Mặt của em bị sao, em bị sao hả? Chỗ nào bị sao? Em đi sơ gương thử đi. Còn có giống người nữa không? Vô toilet kia đi. Trên điểm lại đi. Đi như vậy sẽ bị người ta cười đó. Ngay cả anh cũng nói với em như vậy nữa hả? Cũng nói giận với em nữa hay sao vậy? Em đi rồi hả? Là nó âm thầm ở đây Mất mặt lắm đó biết chưa Mất mặt hả Em làm anh mất mặt hả à... Quá đáng lắm rồi Sao anh lại có thể đối xử với em như vậy chứ à... đứng lại đi Đừng Buông ra đi Cậu đừng cho hiền vũ ra ngoài nữa. Cậu cũng nghe rồi đó, nếu nó còn đông đậy thì vết thương cũ lần trước sẽ hở miệng ra đó, như vậy sẽ rất nguy hiểm. Dạ, cho nó phát. Nó kêu anh làm cái gì? Thì anh làm cái đó, đừng để nó đi lại, anh biết chưa hả? Dạ. cô giáo à chính nhà bây giờ bị bệnh rồi không thể uh, nghe điện thoại của cô được đâu làm sao đây chút nữa đợi cổ thức dậy rồi cô sẽ nói với cổ là cô gọi điện cho cổ nha à, tôi biết rồi ơi bà sao vậy phu nhân à, à, bao à, đưa tôi tới chỗ cô gái xinh đẹp đi cô ấy bị bệnh rồi làm sao đây à, chủ tịch giận con không được cho bà đi đâu hết đó ờ à. bà thông cảm cho con đi Ờ, không đó với đó là được chứ gì ờ, tôi tôi đi thăm cô ấy một chút là về ngay thôi mà ha đừng có bệnh nữa nha bào chống khỏe lại đi tôi đứng đây là để nói chúng ta cần phải diệt trừ triệt để nạn bạo lực học đường tôi không muốn thêm một đứa trẻ nào cũng bị ăn hiếp giống như trường hợp mẫn châu nhà tôi nữa tôi cũng sẽ cố gắng tuyên truyền tầm quan trọng của việc diệt trừ bạo lực học đường tuy rằng sức mạnh của con rất yếu ớt nhưng mà con sẽ cố gắng tuyên truyền vụ này ơi là ai vậy? cháu gái của ai vậy? <laughs> là con gái của ai đây ta? Ừ. nhưng mà bây giờ không cần lo chuyện của mẫn châu nữa hả? ít ra hình tượng của mẫn châu đã chuyển sang hướng tốt rồi, chúng ta không còn gì để lo nữa. ơi à, sao vậy? là tin nhắn gì vậy? cuối cùng cũng điều tra ra được trưởng phòng mới mà phát hiện thành đề cử rồi Em đi Chuyện gì hả? Nghe nói là anh đã đề cử giáo sư Kim Chung của Đại học Hàn Quốc Làm trưởng phòng tranh rồi có phải hay không? Tin tức của em cũng nhanh thật đó Bởi vì chuyện của mẹ em nên em mới như vậy sao? Phải, bởi vì là chuyện của mẹ em em mới như vậy Là chuyện của mẹ em đó anh nhất định phải làm vậy sao? Vị trí trưởng phòng tranh Mẹ của em không thể giữ được đâu Em bỏ qua đi Cho nên anh đã để người khác ngồi vị trí này sao Anh đang dự tính Nuốt chửng phòng tranh này một mình hay sao Anh không hợp tác Với mẹ con em nhất định sẽ phải hối hận đó Nếu anh tiếp tục ủng hộ mẹ của em Bị giành mất phòng tranh Lúc đó anh còn hối hận hơn đó. Anh sẽ tùy cơ ứng biến Em hợp tác với mẹ của em đi hả ha. Hai người Hãy cố gắng giữ lấy vị trí đó đi hả nó nói cái gì giám đốc phát vẫn muốn đề cử người đó sao chúng ta không cần quan tâm ảnh đề cử ai đâu sao mà không quan tâm được chứ đồ tuấn thái với giám đốc phát đều muốn giành vị trí của mẹ mà mẹ đừng lo người ta có nói gì đi nữa phòng tranh cao quân vẫn thuộc về mẹ thôi vị trí trưởng phòng tranh cũng là của mẹ thôi không ai có thể cướp được hết trương hiểu nhuận con của mẹ làm sao đây à. chính nhà bà không sao chứ Cậu thức rồi hả Mình bị sao vậy Mình nhớ mình đã tới chỗ của Hiểu Nhuận mà Thì đúng vậy Cậu tới chỗ của Hiểu Nhuận thì bị ngất xỉu đi Với lại Dạ chủ tịch Hai chính nhầm Là em nói lúc tới tìm anh Nói vẫn còn giá trị chứ Dĩ nhiên rồi anh suy nghĩ suy nghĩ xong chưa vậy rồi anh quyết định làm giao dịch này bây giờ gặp nhau đi bây giờ phải không ạ à? một quyết định thận trọng quyết định xong thì không thể trì quản được đó chính là phong cách của anh đâu bây giờ đã quyết định xong rồi phải bắt đầu từ từ chứ cho em địa chỉ đi em tới tìm anh dạ được vậy chút nữa gặp lại nha Nè, chút nữa gặp lại là cậu muốn đi đâu hả? Ờ. À. Trời, cậu đang bệnh như vậy mà đi đâu được chứ? Ừ, phải ở nhà nghỉ ngơi vài ngày mới hết được. Bây giờ mình không sao rồi. Chủ tịch uh, đã nói gì với cậu hả? Bây giờ đang bệnh như vậy mà ra ngoài làm gì? Về nhà mình sẽ nói với cậu. bây giờ em đã tới trước địa chỉ mà anh nói với em rồi đó. em vào trong đi. ờ, à, dạ. ờ, à, bên đây nè, chính nhầm. Nhưng mà tại sao lại là chỗ này Em đi chỗ này với anh Nhưng mà anh thấy em ăn bận như vậy không tốt lắm Trưởng phòng ngô Chuẩn bị cho cổ như là tôi đã dặn Dạ, xin mời cô đồ tuấn thái sao người được đề cử lên làm trưởng phòng mới của phòng tranh bây giờ đang ở trong phòng của chủ tịch sao có chắc không vậy hả bây giờ tới phòng chủ tịch sao sao vậy có chuyện gì à trưởng phòng mới của phòng tranh con đang nói cái gì vậy ở, trưởng phòng mới của phòng tranh sao em biết rồi em sẽ đi ngay mới đó mà tuấn thái đã chọn xong trưởng phòng mới của phòng tranh rồi hả rốt cuộc là ai vậy nói cho mẹ biết đi mà tới rồi sẽ biết ngay thôi à, à, con Trái phát à, con cũng bởi vì trưởng phòng mới của phòng tranh nên mới tới đây hả dạ hình như người anh định gặp không phải là người anh đề cử rồi có phải không qua đây ngồi đi sao cô lại ở đây vậy ừ, cô cô để tôi giới thiệu trước đã cô ta là hàng chính giọng là trưởng phòng mới của phòng tranh gangwon xin chào mọi người